Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là máy phát bãi hay còn gọi là máy phát second hand, lắp cho Ford Ranger 2005. Với cái đời cũ này thì cái buli nguyên bản của nó sẽ là buli hai rãnh bản B, nhưng mà đây là con này là em đưa sang để độ sang, từ chân và rắc đều đúng hết, chúng ta về chỉ cần cạo cái đầu buli này là xong. Đây là máy phát bãi, đây anh em có thể nhìn này, còn nguyên 100%, chưa chưa hề tháo lắp này, chưa hề tháo lắp và chưa hề động sửa gì luôn. Đó, cái than đồng, cái dây đồng của nó anh em có thể nhìn thấy ạ. Đấy, về máy phát, về buli này là không có tiếng kêu. Để chúng ta về chỉ cần nhấc nhấc cái buli này ra và đưa sang con, đưa đưa cái buli cũ sang là xong. Đây, đây là phần ba chân bắt vào chỗ lốc máy. Đây là cái vỉ diode của nó này, phía sau là IC. Đây là giác điện của nó. Tất cả đối với các cái dòng máy phát, kể cả dòng có chạy qua hộp số hay không, trước khi chuyển tới tay khách hàng, bên em đều sẽ phải test trước khi gửi. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái máy phát bãi second hand để sử dụng để lắp cho xe Ford Ranger. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.